ta cùng thưởng thức lại cú đá đậm chất Brazil của Lima và tình huống cản phá. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha bóng hay của người sút cũng như người cản phá. Cú đá của cầu thủ này rất căng và mạnh và khả năng dứt điểm bằng cả chân trái lẫn chân phải của Ali Hassan đều rất tốt. UAE đã thay đổi rất nhiều, những phương án tấn công của đội bóng này là tương đối đa dạng. Tấn Trường lại một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của mình. Với một sải tay và chiều cao lý tưởng thì Tấn Trường luôn có lợi thế trong tình huống bóng vồng. Khamis luôn cho thấy sự nguy hiểm với những tình huống dâng cao. Và chúng ta luôn thường trực có những cơ hội để gây ra sự bất ngờ cho đối thủ. Khá nguy hiểm. Đó là cú sút của Ali Mabhout. UAE đang cố gắng tạo ra sự đa dạng trong cách chơi. Họ mở những đường bóng ra biên và lần này là một tình huống phối hợp trung lộ. Sự xuất hiện kịp thời của trọng các tuyến của chúng ta giữ được cự ly đội hình tốt. Các tiền vệ hỗ trợ tốt cho cầu thủ phòng ngự cho đến lúc này giúp cho thế trận mà chúng ta có được là rất đáng lạc quan. Trận đấu này được mang đến bởi Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền thông Thế hệ mới Next Media. Tình huống che chắn tốt của Văn Hậu. Khá bất ngờ khi cho đến lúc này thì UAE không tấn công nhiều ở bên phía cánh phải. Khá nguy hiểm. Cầu thủ UAE dâng cao rất nhanh. Cú đánh đầu đầu tiên là của De Lima. Và Tấn Trường dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể cản được cú đánh đầu của De Lima mà thôi. Khamis đã có mặt ở đúng vị trí thuận lợi nhất để nâng tỷ số lên thành 3-0. Chúng ta tạm quên những gì đang phải chứng kiến để đến với niềm vui. Các vị trí của pha đánh đầu của Đà Văn Hậu, đội bạn đã bắt bài rất nhanh. Pha cản phá tuyệt vời của Tấn Trường. Ali Hassan quá nguy hiểm và lợi hại. Cú đá của cầu thủ này rất căng và mạnh và khả năng dứt điểm bằng cả chân trái lẫn chân phải của Ali Hassan đều rất tốt. Không có gì khó khăn với Tấn Trường. Đây là De Lima. Cú đá rất hay của De Lima. Nhưng Tấn Trường đã cản phá tuyệt vời. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha bóng hay của người sút cũng như người cản phá. Chúng ta cùng thưởng thức lại cú đá đậm chất Brazil của Lima và tình huống cản phá rất tốt. Dù có thua đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mà quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Đó là điều đáng trân trọng nhất. Tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tiếc với tình huống mà trọng tài không thổi penalty với Công Phượng, khi Công Phượng bị một cầu thủ đối phương cản phá.